Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyền 79 Phẩm và Pháp Giới thứ 39 Bồ Tát Từ Thị nhiếp Đức Thành Nhân Tướng Bây giờ thiện tài đồng tử cung kính đi nhiễu quanh bên phải Đại Bồ Tát Di Lặc rồi Bèn bạch rằng cầu xin Đại Thánh hãy mở cửa lầu các để cho con được vào Bây giờ Bồ Tát Di Lặc đến trước cửa lầu các Khảy máu tay vang ra tiếng thì cửa liền mở, bảo thiện tài đi vào. Thiện tài tâm hoan hỉ đi vào rồi, cửa liền đóng lại. Thiện tài đồng tử thấy lầu các đó, rộng lớn vô lượng, đồng hư không. Có A Tăng Kỳ châu báu dùng làm đất, A Tăng Kỳ cung điện, A Tăng Kỳ cửa lớn, A Tăng Kỳ cửa sổ, A Tăng Kỳ thèm bậc, A Tăng Kỳ lan can, A Tăng Kỳ đường xá đều làm bằng bầy báu. Có A Tăng Kỳ phan, A Tăng Kỳ tràng, A Tăng Kỳ lọng, bầy hàng la liệt khắp nơi. A Tăng Kỳ các chuối báu, A Tăng